Trưa ngày 28 tháng 1, hàng chục lính cứu hỏa đã nỗ lực khống chế đám cháy tại tòa nhà 6 tầng trên đường Độc Lập, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói bốc lên từ tầng 2 của một căn nhà 6 tầng trên đường Độc Lập, quận Tân Phú nên hô hoán và tìm cách dập lửa. Sau đó, đám cháy bùng lên khiến nhiều người bên trong hốt hoảng chạy ra ngoài. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Tân Phú đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Lực lượng chữa cháy đã dùng xe thang tiếp cận đám cháy và khống chế. Theo một số người dân sống trong khu vực, căn nhà trên là một xưởng may. Thời điểm xảy ra đám cháy, nhiều người có mặt bên trong đã kịp thời chạy thoát ra ngoài. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Rạng sáng ngày 28 tháng 1, hai nhóm người cầm gậy, mũ bảo hiểm đã lao vào đánh nhau trước cửa nhà hàng BJK, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo clip, khoảng 1 giờ 30 phút, hai nhóm người tập trung trước cửa nhà hàng BJK. Họ tranh cãi, la hét rồi lao vào hỗn chiến bằng tay chân, mũ bảo hiểm và gậy. Thời điểm trên có nhiều xe ô tô, xe máy qua đây phải lùi lại do không thể di chuyển lên. Liên quan đến clip trên, công an phường Bến Thành đã nắm thông tin, làm rõ vụ việc. Nguồn tin của báo Người Lao Động cho biết, trước đó, rạng sáng ngày 27 tháng 1, nhà hàng BJK bị kiểm tra, nhiều vi phạm đã được phát hiện, trong đó có 4 người dương tính với ma túy. Chúng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay vừa bắt tạm giam Nguyễn Hữu Oai, 34 tuổi và Nguyễn Hữu Như, 40 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, trong quá trình mở rộng điều tra về đường dây phù phép xe cũ thành xe mới do Bùi Văn Tân, 41 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh là chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến cầm đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố nhiều đối tượng, trong đó Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 27 tháng 1, Oai và Như đã lần lượt đến đầu thú tại cơ quan công an tỉnh Đồng Tháp và Long An. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định rõ, Oai và Như đã giúp sức tích cực cho Bùi Văn Tân trong các công đoạn để phù phép xe cũ thành xe mới. Cụ thể, sau khi tìm mua được các phiếu xuất xưởng theo các loại xe, Tân mang xe phạm pháp đến tiệm sửa chữa xe máy Đại Phát ở phường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh để thuê Oai và Như đục lại số khung số máy phù hợp với thông tin số khung số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng. Giá tiền công mà Tân trả cho Oai Như là 1 triệu đồng trên một xe. Sau công đoạn phù phép này, Tân mang xe gắn máy về các cửa hàng để bày bán như xe gắn máy mới để lừa đảo khách hàng. Trước đó, liên quan đến vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố hơn 12 đối tượng về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán tài liệu cơ quan tổ chức. Riêng đối tượng cầm đầu là Bùi Văn Tân đã bị khởi tố cả hai tội danh. Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, trong 2 năm hoạt động, từ năm 2021 đến năm 2023, Bùi Văn Tân và đồng bọn đã bán 3.911 xe mô tô cho khách hàng nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Chỉ riêng năm 2023 đã bán ra thị trường hơn 1.500 xe, thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng. Theo công an, đây là phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, tinh vi, được thực hiện trong thời gian dài, núp bóng dưới hình thức kinh doanh hợp pháp, phạm vi hoạt động liên quan rộng khắp cả nước. Ngày 27 tháng 1, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Võ Đình Sớm, cựu thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, gửi đến Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm soát Nhân dân cung cấp để xét xử về tội nhận hối lộ. Cáo trạng xác định, bị can Võ Đình Sớm đòi hối lộ 1,5 tỷ đồng và nhận 500 triệu đồng, đã phạm tội nhận hối lộ quy định tại điểm A khoản 4 điều 354 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo đó, mức án cho khung hình phạt này là từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Theo cáo trạng, ông Võ Đình Sớm là thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, được phân công giải quyết vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông PAT, cụ phường Yên Thế, thành phố Pleiku, và bị đơn là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Trước ngày bị bắt quả tang nhận hối lộ 500 triệu đồng, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2023, ông Sớm và nguyên đơn đã có rất nhiều lần trao đổi qua lại, nội dung chủ yếu bàn về số tiền đưa hối lộ. Ban đầu, ông Sớm đòi ông PAT phải đưa hối lộ 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông T nói khó khăn, không có tiền nên gợi ý nếu xử thắng sẽ cho ông Sớm 10 mét đất mặt đường tại thửa đất tranh chấp. Ông Sớm liền từ chối nhận đất và hạ giá, phải đưa ít nhất 1,5 tỷ đồng. Do ông T không có tiền, ông Sớm đã giới thiệu ông T đi gặp ông TQT, ngụ phường Ia Kring, thành phố Pleiku để mượn tiền đưa hối lộ. Tuy nhiên, ông TQT không đồng ý cho vay tiền. Sau đó, ông Sớm nhiều lần thúc giục ông PAT phải đưa tiền vì vụ án đã thông báo xét xử, yêu cầu đưa trước 500 triệu đồng. Bí bách, ông PAT lại tìm đến ông TQT hỏi vay 500 triệu đồng và bị ông này từ chối lần hai. Để có tiền đưa hối lộ, ngày 3 tháng 8 năm 2023, ông PAT tìm đến ông VVP, ngụ tổ 1 phường Ia Kring để thế chấp sổ hồng vườn rẫy và được vay 500 triệu đồng.
Sau khi có tiền, ông Sớm hẹn ông PAT lên phòng làm việc để đưa tiền. Theo cuộc hẹn đã ấn định, sáng ngày 4 tháng 8 năm 2023, ông T mang túi sách màu đen, bên trong đựng túi ni lông có 500 triệu đồng lên phòng làm việc của thẩm phán Võ Đình Sớm tại Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai để đưa tiền. Kiểm kê xong, ông T tỏ ra lo lắng và nhắc lại với ông Sớm rằng liệu có chắc chắn không? Ông Sớm cam kết chắc nịch, em xử mà, thì ông T mới yên tâm ra về. Khi ông T vừa ra khỏi phòng, cơ quan điều tra Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đã thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét phát hiện thu giữ 500 triệu đồng. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu thập 9 USB chứa 11 file âm thanh và 2 file hình ảnh clip, trong đó có 8 file ghi âm do ông PAT cung cấp, ghi lại toàn bộ nội dung ông Võ Đình Sớm bàn bạc đòi tiền xét xử thắng kiện. Kết quả trưng cầu giám định, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an ra kết luận không phát hiện dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung âm thanh. Đồng thời xác định trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2023, ông Võ Đình Sớm đã gọi cho ông PAT 8 cuộc điện thoại và ông T gọi lại cho ông Sớm 11 cuộc. Ông John MC Kivison bị ung thư sau 5 năm sử dụng thuốc diệt cỏ Roundup của tập đoàn Bayer để làm vườn, vừa thắng kiện và được tuyên mức bồi thường kỷ lục 2,25 tỷ đô la Mỹ. Phán quyết được tòa án Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ đưa ra hôm thứ Sáu. Theo một thẩm đoàn, bệnh ung thư hạch không Hawkins của nguyên đơn John MC Kivison là kết quả của việc sử dụng sản phẩm thuốc diệt cỏ Roundup để làm vườn trong thời gian vài năm. Ông sẽ nhận được 250 triệu đô la Mỹ tiền bồi thường thiệt hại và 2 tỷ đô la Mỹ tiền bồi thường trừng phạt. Đây là vụ kiện đơn lẻ có giá trị bồi thường dân sự cao kỷ lục từ trước đến nay trong ngành dược phẩm, hóa chất. Các vùng nông thôn châu Âu đang ở trong tình trạng hỗn loạn, từ Hà Lan đến Romania, qua Ba Lan, Đức và phía Nam lục địa. Nông dân các nước đang tìm mọi cách để bày tỏ sự bất bình chất chứa bấy lâu. Phong trào biểu tình đang lan rộng, giống như phong trào áo vàng đã làm tê liệt nước Pháp năm 2018-2019 và có lợi cho phe cực hữu. Vậy nguyên nhân gì dẫn đến biểu tình nông dân lan rộng khắp châu Âu? Đức là quốc gia châu Âu mới nhất chịu tác động bởi làn sóng phản đối của giới nông dân. Trong tuần trước, làn sóng nông dân đã biểu tình đưa máy cày chặn các lối vào cao tốc, gây gián đoạn giao thông khắp nước Đức. Họ phản đối kế hoạch từ chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, chủ trương xóa bỏ mức giảm thuế đối với nhiên liệu họ sử dụng. Hiện Đức đã huy động 1.300 cảnh sát để kiểm soát, kiềm chế các cuộc biểu tình của nông dân. Không chỉ Đức, các cuộc biểu tình đã và đang diễn ra khắp châu Âu. Ở Bỉ, Tây Ban Nha và Pháp, nông dân cũng thể hiện sự bất bình khi bị dồn vào chân tường bởi các biện pháp mới của Liên minh châu Âu EU và chi phí tăng cao. Giá phân bón và nhiên liệu tăng vọt ở châu Âu sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Người nông dân cho biết họ đang phải đối mặt với sức ép trên khắp lục địa. EU đang đặt mục tiêu tổng thể đến năm 2050 đạt mức phát thải bằng không. Đối với nông nghiệp, những thay đổi được lên kế hoạch bao gồm giảm 50% lượng thuốc trừ sâu hóa học vào năm 2030. Từ những tác động tiêu cực của các cuộc biểu tình, các quan chức EU lo ngại về nguy cơ các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng đã chuyển thành luật theo Ủy ban châu Âu, khó thành hiện thực đúng thời gian quy định. Các cuộc biểu tình vì những lý do cụ thể hoặc liên quan đến các quyết định quốc gia như tăng thuế đối với dầu diesel, cạnh tranh với hàng nhập khẩu từ Ukraine, giảm sử dụng thuốc trừ sâu, hạn chế thải khí nitơ hoặc khí nhà kính, tăng đất bỏ hoang để bảo tồn đa dạng sinh học, xảy ra ở thời điểm các cuộc thảo luận đang diễn ra rất căng thẳng ở Bruxelles. Các tổ chức ủng hộ sản xuất nông nghiệp như Liên đoàn Nông dân Quốc gia, Ủy ban các tổ chức nông nghiệp chuyên nghiệp, Tổng Liên đoàn các hợp tác xã nông nghiệp đều lên án gay gắt thỏa thuận xanh châu Âu. Sáng kiến chính trị được Ủy ban châu Âu EC hậu thuẫn này buộc các nước thành viên EU phải thực hiện các quá trình chuyển đổi sinh thái và đặt ra các mục tiêu giảm sử dụng thuốc trừ sâu cũng như phát triển nông nghiệp hữu cơ hoặc bảo vệ đa dạng sinh học. Một số nhà phân tích nhận xét, các tham vọng của thỏa thuận xanh được biện minh trong bối cảnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, nhưng chúng sẽ gây ra rất nhiều vấn đề cho ngành nông nghiệp. Đây là chủ đề đã được công cụ hóa và các cuộc tranh luận đang gây ra sự phân cực tại Bruxelles. Nguồn gốc của những cuộc biểu tình này đều giống nhau, đó là sự vênh nhau giữa thực tế và các quyết định của chính phủ. Ở Đức, câu chuyện có mùi hydrocarbon khi đưa ra các quyết định chấm dứt các khoản trợ cấp gây tổn hại đến khí hậu vào tháng 12 năm 2023, đặc biệt là trợ cấp cho động cơ diesel nông nghiệp.
chính phủ Olaf Scholz không hề biết rằng nó sẽ gây ra một phản ứng rộng khắp trong tầng lớp nông dân. Trong bối cảnh trợ cấp ở các lĩnh vực khác cũng đang phải cắt giảm, một số chính phủ đã điều chỉnh kế hoạch và đề xuất các biện pháp khác để giúp đỡ nông dân, nhưng điều đó chưa đủ để giảm áp lực, bởi đơn giản nguyên nhân khiến họ nổi giận còn sâu sắc hơn nhiều. Trên thực tế, nông dân thường là những kẻ vô hình trong các cuộc tranh luận chính trị về hậu quả của lạm phát và khủng hoảng năng lượng. Vậy mà giá nguyên liệu thô và năng lượng tăng cao đã làm sụt giảm lợi nhuận của nhiều nông trang, đặc biệt là những trang trại nhỏ và truyền thống nhất. Các chuyên gia phân tích, nông dân đang chuyển sang các phương pháp phản đối quyết liệt hơn vì họ cảm thấy mình không được nhìn nhận. Đồng thời họ cũng chịu áp lực chuyển đổi và cạnh tranh giống như ngành công nghiệp. Nhiều chủ trang trại vừa và nhỏ đang lo lắng về tương lai. Nhiều người phải chịu đựng việc bị coi là người hưởng trợ cấp hoặc kẻ gây ô nhiễm. Tại Pháp, chủ tịch FNC Arnaud Rossel cho biết, chúng tôi ủng hộ người nông dân Đức. Chúng tôi nhất trí với họ về việc phải xem xét lại các mục tiêu của thỏa thuận xanh. Đức không thể so sánh với Pháp bởi chúng tôi có sự đối thoại với chính phủ. Chúng tôi đã đàm phán để giữ lại một phần lợi thế về thuế đối với động cơ diesel không dùng cho đường bộ. Chúng tôi cũng đã nhận được từ chính phủ Bonn vào tháng 12 năm 2023 việc đình chỉ thuế bổ sung đối với các sản phẩm kiểm dịch thực vật. Chúng tôi đã cố gắng làm cho mình được lắng nghe, mặc dù nông dân chỉ chiếm 3% dân số Pháp. Nhưng từ giữa tháng 11 năm 2023, nông dân Pháp cũng đã có nhiều hoạt động bày tỏ sự bất bình trước sự lãnh đạo của FNC và Hội Nông dân Trẻ. Các cuộc biểu tình của nông dân bắt đầu ở Toulouse vào ngày 16 tháng 1, tiếp tục được mở rộng. Sau các đợt phong tỏa mới, ngày 23 tháng 1, trên đường A7, trong thung lũng Hôn trên đường A63 hoặc trên quốc lộ 124, ngày 24 tháng 1 có ít nhất 200 máy kéo tập trung trên đường Vành Đai, Bordeaux cùng với nhiều hoạt động khác. Những người biểu tình muốn cảnh báo chính phủ về cuộc khủng hoảng mà họ đang phải đối mặt và phản đối cuộc chiến chống lại nông nghiệp của Liên minh châu Âu-EU. Căng thẳng có thể gia tăng trước thời điểm triển lãm nông nghiệp quốc tế sẽ được tổ chức tại Paris vào cuối tháng 2 tới. Tình hình ngày càng căng thẳng khiến Tổng thống Emmanuel Macron phải yêu cầu Bộ Nội vụ chỉ đạo các quận trưởng đến gặp gỡ những người nông dân và các công đoàn của họ để tìm hiểu tình hình. Trước Đức, cảnh báo đã xuất hiện ở Hà Lan, nơi diễn ra cuộc biểu tình của nông dân phản đối chính sách môi trường do chính quyền quyết định. Vào tháng 6 năm 2022, chính phủ liên minh của Thủ tướng Mark Rutte theo chủ nghĩa tự do, theo quyết định của Tòa án tối cao Hà Lan, đã công bố chủ trương giảm số lượng vật nuôi ít nhất 30%, bao gồm cả bò sữa, nhằm giảm 50% lượng khí thải ô nhiễm do nông nghiệp tạo ra ở 163 khu vực tự nhiên bị đe dọa. Nếu làm vậy, Hà Lan có khả năng sẽ phải chứng kiến sự biến mất của 10.000 đến 15.000 nông trại. Đây là điều khó tưởng tượng ở một quốc gia xuất khẩu nông sản và thực phẩm lớn thứ hai trên thế giới, nhưng có sản lượng nitơ cao gấp 4 lần mức trung bình của châu Âu. Các cuộc biểu tình, đôi khi gần như bạo loạn và huy động hàng chục nghìn nông dân, đã diễn ra khắp Hà Lan, nhắm vào các trung tâm siêu thị, các nút giao thông đường cao tốc, cảnh sát hoặc nhà của các nhân vật chính trị. Mặc dù chính phủ đã cử người đối thoại và hòa giải, nhưng cho đến nay, tương lai của kế hoạch nitơ vẫn rất không chắc chắn. Trong khi cuộc nổi dậy của nông dân thực sự đã dẫn đến biến động chính trị ở Hà Lan, Đảng Phong trào Nông dân, Công dân đã lợi dụng sự bất mãn của giới nông nghiệp đối với chính sách, sinh thái trừng phạt để mở rộng ảnh hưởng. Tham vọng về môi trường của các nhà lãnh đạo cũng khơi dậy sự tức giận trong nông dân. Không phải nông dân hủy hoại thiên nhiên, mà là các chính sách trò chơi và thỏa hiệp, Liên đoàn Nông nghiệp vùng Wallon nhấn mạnh, đồng thời cho biết họ sẽ tiếp tục huy động lực lượng chống lại các giải pháp sai lầm từ giới chính trị. Căng thẳng cũng được thấy rõ ở Nam Âu. Ngày 5 tháng 9 năm 2023, trong khi 27 bộ trưởng nông nghiệp châu Âu gặp nhau tại Cordoba, Tây Ban Nha, hơn 6.000 nông dân và nhà chăn nuôi đại diện cho tất cả các hiệp hội nông dân lớn biểu tình phản đối sự leo thang của chi phí sản xuất, sự cạnh tranh không lành mạnh từ hàng nhập khẩu của các nước thứ ba hoặc các yêu cầu không thể chấp nhận được về môi trường của EC. Đoàn người biểu tình đã chỉ trích mạnh mẽ sự ngu xuẩn của tư tưởng sinh thái cấp tiến và nói rằng họ bị ngạt thở bởi các tiêu chuẩn môi trường, đặc biệt là các quy định hạn chế sử dụng các sản phẩm kiểm dịch thực vật cũng như các mục tiêu của thỏa thuận xanh. Tháng 7 năm 2023, hàng trăm nông dân lái máy kéo đã tuần hành ở thủ đô Madrid mang theo các biểu ngữ cảnh báo sự lụi tàn của giới nông dân và yêu cầu chính phủ Tây Ban Nha đưa ra ít chương trình nghị sự hơn vào năm 2030 và nhiều tự do hơn để gieo trồng và làm việc. Tình trạng khô hạn nghiêm trọng và kéo dài trong 3 năm qua đã ảnh hưởng nặng nề đến cộng đồng tự trị Andalusia và Catalonia, khiến sản lượng nông nghiệp sụt giảm. Người nông dân cảm thấy chán nản, tức giận và không còn muốn nghe vào các chương trình nghị sự đến năm 2030 của chính phủ. Ở Romania, các cuộc biểu tình chủ yếu liên quan đến sự cạnh tranh từ các sản phẩm của Ukraine. Nông dân cáo buộc chính phủ ưu ái hàng nhập khẩu giá rẻ từ nước láng giềng Ukraine, làm hỏng các nỗ lực thúc đẩy sản xuất ở địa phương.
người nông dân kêu gọi tăng trợ cấp của châu Âu và giảm lãi suất cũng như giá xăng. Chính quyền các nước ban đầu phớt lờ yêu cầu của người biểu tình, nhưng cuối cùng đã chấp nhận xem xét lại các yêu sách và cố gắng tìm giải pháp xoa dịu tình hình. Một số nhà phân tích dự đoán, năm 2024, châu Âu sẽ phải chịu nhiều thiệt hại từ những cuộc biểu tình phản đối, đặc biệt là khi những vấn đề mâu thuẫn trong các chính phủ chưa có dấu hiệu chấm dứt.